Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Quyền uy quan bà. Thưa quý vị và các bạn, châm ngôn có câu: phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, với hàm ý ngợi ca sự tảo tần, chu toàn và những hy sinh thầm lặng của người vợ đã góp phần làm nên công danh sự nghiệp cho chồng. Thế nhưng, thực tế cũng cho thấy, phía sau sự thất bại, thất sủng trên chính trường của một số quan chức thời nay cũng một phần do vợ con dính líu đến chuyện làm ăn khuất tất, vi phạm pháp luật. Trong mỗi con người, ai cũng có một phần máu thịt của mẹ cha và chứa chan tình cảm thiêng liêng sâu nặng với gia đình, vợ chồng, con cái. Một cán bộ đảng viên có phẩm chất tốt, trước hết phải là người sống hiếu thuận, nhân ái với các thành viên trong gia đình. Chồng có ấm thì ngoài mới êm, có ứng xử giải quyết tốt với các mối quan hệ trong gia đình thì cán bộ đảng viên mới có thể giải quyết đúng mực các mối quan hệ trong xã hội. Tuy vậy, đối với mỗi cán bộ đảng viên rất cần nhận thức đúng đắn, phân minh rõ ràng giữa việc anh làm tròn bổn phận của người chồng, người cha, người con, người anh, người em trong gia đình với việc gánh vác trách nhiệm, nghĩa vụ việc chung của tổ chức, cơ quan, đơn vị và nói rộng hơn là phụng sự việc dân, việc nước. Nếu cán bộ đảng viên còn để việc công tư lẫn lộn, để việc riêng chi phối việc chung, để mối quan hệ gia đình, dòng họ, thân tộc can thiệp vào mối quan hệ xã hội, tổ chức, cơ quan, đơn vị thì đó là mầm mống gây xáo trộn văn hóa tổ chức, làm lệch chuẩn đạo đức công vụ và nguy hại hơn là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống. Bấy lâu nay, dư luận râm ran về những bóng dáng quan bà đứng sau quan ông để ám chỉ những vợ bà núp bóng quyền uy của chồng để thực hiện hành vi mờ ám, khuất tất, thậm chí vi phạm pháp luật. Nơi này, nơi khác, người ta vẫn rỉ tai nhau rằng muốn đạt được chức cao, chỗ ngon, vị trí hái ra tiền thì không chỉ phải đi cửa sau, lót tay cho quan ông mà còn phải thực hiện chiến thuật công tâm bằng cách tiếp cận các quan bà bằng những lời ngon, lễ ngọt để làm đẹp lòng các mệnh phụ phu nhân. Cũng không ngẫu nhiên mà dư luận gọi vợ của một bộ phận quan chức bằng cái tên như bà bí thư, bà chủ tịch, bà giám đốc để ám chỉ quyền lực mềm của những người này có thể thao túng quyền lực của chồng một cách thái quá, theo kiểu lệnh ông không bằng công bà. Thậm chí, nhiều bà vợ đứng sau lưng quan chức có thể làm khuynh đảo trốn quan trường, can thiệp vào việc chính sự, bật đèn xanh cho những kẻ chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, khiến nhiều người không khỏi ngao ngán. Châm ngôn có câu, phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, với hàm ý ca ngợi sự tảo tần, chu toàn và những hy sinh thầm lặng của người vợ đã góp phần làm nên công danh sự nghiệp cho chồng. Thế nhưng, thực tế cho thấy, phía sau sự thất bại, thất sủng trên chính trường của một số quan chức thời nay cũng một phần do vợ con dính líu đến chuyện làm ăn khuất tất, vi phạm pháp luật. Nguyên nhân sâu xa một phần do tâm lý, lụy tình, quý vợ thái quá, phần khác do bản năng, cá chuối đắm đuối vì con. Nên một số quan chức để cho vợ lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thao túng, trục lợi người khác mà vẫn dửng dưng. Tệ hại hơn, một số quan chức lại có biểu hiện đồng lõa, biết vợ con người thân có những việc làm sai trái, hành vi tiêu cực, nhưng không ngăn chặn kịp thời, cấm đoán nghiêm khắc, cái sẩy nảy cái ung. Nếu những sai phạm nhỏ của vợ con, người nhà, người thân của quan chức mà không được cảnh báo, chặn đứng từ đầu thì có thể tích tụ thành những đống mối có khả năng phá hủy, làm tiêu tan công danh sự nghiệp của chính họ. Đối với cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo cao cấp, phải thấm nhuần sâu sắc phương châm, nguyên tắc quản trị của người xưa truyền lại, đó là tu thân, tẻ gia, trị quốc bình thiên hạ. Và đừng quên lời khuyên răn, thương em anh để trong lòng, việc quan anh cứ phép công anh làm. Đạo làm quan là phải phụng công thủ pháp, trí công vô tư, dĩ công vi thượng thì mới có thể dẫn dắt được xã hội, điều khiển được người khác. Phải thấm lấy câu, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nước có pháp luật của nước, nhà có quy định của nhà. Luật pháp bất vị thân, luật pháp không thiên vị ai. Chứ đừng để bản thân rơi vào hoàn cảnh đục từ đầu sông đục xuống. Khi tư cách người chồng không ngay ngắn, khi phẩm chất người cha không lành mạnh thì không những không đủ khả năng tẻ ra đến nơi đến chốn mà lại càng khó làm tròn bổn phận, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với tổ quốc và nhân dân. Khi thương binh đến tận nhà bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa tố cán bộ quan liêu. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên chất vấn Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã hỏi thẳng Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường về việc có thừa nhận tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ thuộc lĩnh vực mình quản lý hay không. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã lấy ngay ví dụ về một cử tri hơn 80 tuổi là thương binh nặng đã đến tận nhà riêng của ông để phản ánh việc đề nghị cấp sổ đỏ nhiều lần nhưng không được chấp nhận.
Qua kiểm tra, ông Hưng xác nhận trường hợp trên không vướng mắc gì, nhưng văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn vẫn làm khó dễ. Từ ví dụ cụ thể này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng vẫn còn tình trạng làm việc không tận tâm tận lực. Cần phải thừa nhận rằng, trong những năm qua, Thanh Hóa thực sự đã có chuyển biến trong việc cải cách hành chính nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân. Điển hình là chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2022, Thanh Hóa đứng thứ 3 cả nước với 46,015 điểm, chỉ sau Quảng Ninh và Bình Dương. Trong đó, các hạng mục công khai minh bạch, kiểm soát tham nhũng khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công thì Thanh Hóa đều đứng ở thứ hạng top đầu. Hay ở những chỉ số khác, năm 2022, Thanh Hóa xếp thứ 5 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước với 85,31 điểm, tăng 19 bậc so với năm 2021 và xếp thứ 10 cả nước về chỉ số cải cách hành chính. Thế nhưng, với những nỗ lực ấy là chưa đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu của việc Sở Tài nguyên Môi trường thời gian qua nhận được 150 đơn thư phản ánh tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai như thừa nhận của Giám đốc Sở Lê Sĩ Nghiêm là khó chấp nhận. Cũng cần nói thêm, cuối tháng 5 năm 2023, Thanh Hóa đã ban hành chỉ thị 10 về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết việc công của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, đề xuất điều chuyển, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu kém, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để trì trệ công việc. Đây được coi là tối hậu thư cho lực lượng cán bộ ở Thanh Hóa, hỏi thẳng để buộc phải đáp thật, lấy ví dụ cụ thể để không thể né tránh. Đó là cách mà Thanh Hóa đang làm vì một nền hành chính công phục vụ người dân tối đa, để không còn chuyện người dân phải tới tận nhà Bí thư Tỉnh ủy phàn nàn về cán bộ sách nhiễu, quan liêu. Khởi tố 4 người môi giới hối lộ tại trung tâm đăng kiểm ở Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng khởi tố 4 bị can gồm Đỗ Tài Hưng, 46 tuổi, Nguyễn Đức Tuấn, 72 tuổi, Huỳnh Ngọc Phúc, 55 tuổi, cùng chú quận Liên Chiểu và Nguyễn Đức Chính, 42 tuổi, chú quận Cẩm Lệ về tội môi giới hối lộ. Theo cơ quan công an, những người này có hành vi cò mồi, móc nối, nhận tiền từ các chủ xe để hối lộ cho các lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4305D ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Mục đích của việc trên nhằm hợp thức hồ sơ cải tạo, cấp giấy chứng nhận cải tạo trái quy định pháp luật. Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 10 tháng 2, công an đã bắt tạm giam ông Hoàng Ngọc Bình, 44 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4305D và ông Nguyễn Thành, 51 tuổi, phó giám đốc trung tâm cùng về tội nhận hối lộ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Phạm Đình Hoàng, 60 tuổi, trú quận Thanh Khê, về tội môi giới hối lộ.